Anh ơi, bán cho em cả súng. Mấy tuổi mà chơi súng đi. Sao em lại buồn? Em có tiền mà người ta cũng bán súng cho em. Thôi đưa tiền anh đi mua cho. Anh ơi, bán cho em cây súng. Đúng rồi em. Đưa tiền ơi. Thôi đi về đi. Súng của em đây. Em cảm ơn anh. Em nhớ đăng ký kênh của anh nha. Ok anh yeah. Nha.